Bình mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Bình đến chỗ nhà anh Thanh, cũng là chị em với cô Thảo Sương đó cả nhà. Thì đợt trước cũng có lên một cái video cũng giống như là mang lại tiếng cười cho bà con. Thì anh ấy hàng ngày thì cũng đi bán chả chiên đó, cho nên là mình dắt em trai lại đây cùng ngồi trò chuyện ha. Anh Thanh, chào anh Thanh. Chào xin gắn mấy chút ơi. Chào bà con nha. Chào bà con, cô bác chào, chào. Bữa nay là đây là cầm đi theo Bình để cầm điện thoại giùm Bình, mà bữa nay ngồi thấy anh Thanh vui vẻ quá cho nên là em trai em trai ngồi luôn rồi. Cho Bình này em trai cười ẩu gần lắm, đừng đưa gần. Chào bà con cô bác anh Thanh ơi. Chào bà con cô bác nha, chúc anh chị một buổi làm việc thật nhiều sức khỏe và tràn niềm tin cho anh. Từ lúc mà anh Thanh đi nhà cô Thảo Sương chơi đó, hay mình đi buôn bán, có bà con cô bác hỏi thăm mình không? Có, nó nhiều lắm, ra Sóc Trăng cặp cũng kêu vô lấy đó. Ta cũng chào hỏi rồi nhầm bạn bè ở đó lúc trước làm Sóc Trăng, người ta thấy người ta cũng kêu, người ta cũng chọc nhau. Người ta đủ nhau thôi. Anh Thanh ơi, trời mưa rồi đó ha. Trời mưa rồi, bữa nay trời mưa, trời mưa, trời mưa ầm ầm. Có lấy đồ vô không anh Thanh? Có lấy rồi, chứ lấy chứ mày cho là lô luôn. Trời mưa ầm ầm, cái sợ sầm ối. Trời mưa rồi đó. Trời mưa. Ôi ôi cả nhà. Mưa tóc quá trời. Quá trời mưa rồi cả nhà. Quá trời mưa gió luôn rồi nè. Quá trời gió luôn rồi cả nhà. Trời mưa tóc nóc nhà. Quá trời luôn rồi anh Thanh. Kìa. Cây tre nó rung gập gập luôn. Cái lá phiên thần bay xuống. Thiên thần bay xuống á. Sao vậy anh Thanh? Hả? Trời mưa. Trời mưa trời gió thiên thần bay xuống. Bay quậy đâu hoài nha. Đốt đèn cho nó sáng xíu thôi anh Thanh. Cái đốt đèn sấm sét vô tới nhà tới bây giờ. À phải cho. Bên ngoài nữa anh. Bên ngoài nữa. Thấy nó hơi tối rồi ta. Biết đâu. Cả nhà thì đây cũng là giấc chiều rồi. Bữa nay anh Thanh có đi làm không? Có đi không có đi bán, đi bán cửa thứ bảy chủ nhật, tại vì ngày thường không có khách đi du lịch phía Bạc Liêu, Cà Mau mình thử nghỉ từ bán thì lại thứ bảy chủ nhật, dù không có khách cũng phải đi ngày đó. Dạ. Vậy là cái mưu sinh cuộc sống của tôi đó nha. Một ngày 200-300 ngàn à. Một ngày một tuần như vậy á, là mình đi bán được mấy ngày? 2 ngày. Ủa sao được trước em có đi quay anh nói làm mỗi ngày luôn mà? Tại vì lúc trước thì biết sao, còn học sinh nghỉ hè rồi như là con cháu đi chơi với người ta chơi, người ta đi kéo vô xe đó. Rồi người ta kêu lỡ bán đi rồi con cháu người ta hơi bệnh, không có ai bán dùm thì mình ở đó mình tiếp bán. Coi trước coi sao, coi gạo coi nồi đó. Trời. coi gạo đó. Trời nhưng không ai dẹp dọn thì dùm thôi, mình có thì có mình đỡ hơn chút xíu. Vậy ha. Nhưng mà sao quen biết em trai này không, sao mà lại em trai này bữa hổm đi nhà chị Sương chơi gặp em trai này cũng ghé vào thăm chị Sương thì quen biết nhau, bữa nay vô đột xuất đi trong buồng đó. Rồi cũng đang nằm thấy tiếng xe nó kêu pọp pọp. Rồi chạy ra coi mới thấy chưa biết nó. Thấy mình mới thấy thôi đó. Cầm người máy đó nghe không? Trời đây ở trong xóm đó. Anh Thanh từ sáng giờ mình dùng cơm nước gì chưa, giờ này chiều rồi đó. Rồi sáng thì chặt mấy cái cây này đậm lên đầu rồi giặt quần áo rồi mùng mền rồi mưa chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô cho nó sạch. Giống như mình anh Thanh thì ở nhà một mình nè cả nhà, đợt trước mình có chia sẻ rồi đó, anh Thanh ở nhà một mình thì anh Thanh hàng ngày cũng giống đi bán chả chiên ngay chợ khu du lịch chùa Tráng Kiểu đúng không anh Thanh? Đúng rồi. Đó, rồi sau này cái lúc mà khách du lịch đông á, đông thấy mình phải đi cho người ta làm. Đi một tuần như vậy là 6 ngày 7 ngày luôn. Đúng rồi. Còn mà khách không đông á thì một tuần chỉ làm có 2 ngày thôi. 2 ngày đó là ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Mà lúc này khách hơi bớt phải không? Bớt rồi. Tại vì trời mưa gió quá ha. Chứ không có đủ chuyến du lịch đi. Cho người chuyến. Vậy em ngước dịch. Alo. Rồi có ai biết chú Hân bị liệu không? Ở trong xóm không biết, tại hồi đó đi bán cái số thì 10 năm trời đi đọc. Rồi 4 giờ như 5 giờ mình đi bán chỗ mấy người hải sản. Rồi là sáng đi tối mất tối về chiều mới về. Rồi mất thời gian nó nghỉ đi làm hải sản, chỉ trong hải sản biết rồi. Trong xóm không biết.
Trong xóm là trong xóm nó hơi hầu hì hiệu hì. Hầu hì là sao? Hầu hì là sao? Bán đồ. Rồi bắt đầu nó ra chơi kia nó lấy tôi nè. Ủa rồi anh Thanh có nuôi hai con ban ban nè. Hai cho chơi được buồn nó sủa bài luôn nè. Sủa bài. Nó tên gì vậy anh Thanh? Con này bí đao, con này con heo. Hả? Heo sao mà ốm vậy? Heo này là heo kỳ giống ăn. Cái chó. Rồi bí đao. Bí đao con cái. Bí đao cái. Còn con heo thì mái hả? Nó mái nó bự con lắm. Cho cái cho đây lúc ta sủa sủa. Chó. Chó sao đặt tên heo? Ấy con heo tại nó ú hồi nhỏ đem lại nó ú nó à, trần do à. Bây giờ nó cũng lớn nó cao ráo rồi. Đẹp trai lắm tôi luôn nha. Đẹp trai giống Khang. Đẹp trai giống Khang. Giống không? Giống Khang. Đâu giống không? Giống không? Không đâu. Con heo nó ột ột ăn đây. Lại cho. Hỏi chú Hằng có lấy vợ lấy gì không? Bên xóm em á, người ta hỏi chú Hằng trai quá. Ấy, trái đẹp, biết. Hả? Không đâu, ở vậy à. Ở vậy? Dù bệnh ốm đốm ao cũng chịu, chấp nhận. Thiệt hả? Cho thiệt, không nói thiệt. Đi nhậu được. Bày quậy đâu quá. Vậy là anh Thanh là không có muốn lấy vợ hả? Lấy vợ là chí. Lấy vợ chí. Lấy bạn xong chết chết rồi đổ chăn tao hết. Ở đổ nước tới chỗ chắc chịch. Chuột chăn chịch. Ôn ở bữa là bạn em có đứa nó tính đi Trung Quốc mà nó không biết tiếng Trung Quốc. Mà nghe chú Thanh nói xong nó vợ nó bị thực vật luôn rồi. Ấy nó thực vật nó bị xã truyền khỏi chăn hiểm gì vậy kia chứ. Ừ tại cho. Đi đến nó bậy bạ rồi tao quýnh lôi đầu học má nó bố lừa chiến hối kỳ xỉa lãng tảng. Bậy bạ. sao nhiều thứ nó cay đắng vậy? Hả? Mình nói tiếng Trung Quốc luôn. Biết tiếng gì đâu ta tọt vô chúng mình nói tụi bậy tụi bạ xiềng phật à hả gì thứ xứ giả mẹ cho alo chúng ta cho mẹ hi có số gì hả ta xiềng nó tị thổn trên ta nói bậy nghe bậy bạ ta nói tao đắng đòn đường tao muốn chào đồn. Ủa hay nói bữa nó vậy giải đi lính là đi giải Trung Quốc mà biết nói rồi. Ai biết nói thì sủa tướng xịt cũng kinh trường chắc. Thì lên đâu đi vô trống chơi đó. Nó quen đi vô nhiều nha. Quen sao? Quen biết nhau đã đi bán cái số về quen giao lưu nhau. Ở vậy là hồi đó anh Thanh cũng bán cái số hả? Bán 10 năm. Thế sao lúc này nghỉ? Tại bây giờ cái xin có tiếng xịt giả hàng tụi xin tan chắc. Ai quỷ. Bán bây giờ thấy dụng không cho trả số trả gì ôm không có thời gian đâu. Tại mình mệt đứng về ngày bệnh cần lớn tuổi nữa. Thôi bây giờ nếu mà đi làm không nổi thì anh đi bán vé số đi. Cùng với cô thợ xương bán mỗi người một chợ, có mỗi người một đường. Tính vô hải sản đi bán số ngang. Ôm số tụi hi xí dọc qua 2 chẳng tìm phỏa phá. Quỷ một dịch. Tại biết sao bán vé số giờ thấy hoàn cảnh mà không cho trả rồi mình có vốn bánh bụng mình bú nó bài. Giật giật. Không có vốn bù vô đâu. Người ta thí dụ người ta 2-3 người ta còn bù kéo qua lắp lại. Phải đứng bán tới chiều thấy nó nguyệt lắm. Đúng rồi. Ví dụ đúng rồi mình ôm vài tờ 5-6 tờ là biết mấy chục ngàn tiền mình ăn. Ngủ lại chị Sương ăn cho anh chú chị bỏ phải. Giật. Kéo bù nổi. Ủa biết tiếng Anh luôn. Hả? Biết. Đi đại nó chọt chúng đại đi đại biết đúng biết sai á mà chu chi phò phai với anh thích đi đại vậy hả thấy giờ địch lớn á giờ địch thích đặt tôi chọn anh để chẳng là ở bình rồi đó bánh bình sang con á xúc bình sang con á xúc bình sang con phân chỗ phuộc những chú cha ủ tỉa xì tia hằng à đang nói dụ em đi đưa tao đi hải ngoại không đi hải ngoại Trung Quốc không? Đi đâu đưa đi biển Đông biển Cạn sao em trai này mới lại đầu tiên mà phá dữ vậy nó phá từ bữa hồi nó quen lần đầu tiên nó luôn nằm với tôi nó đánh tôi bùm bịch hằng quỷ alo xin chào hòa xin chào hằng quỷ nãy giờ là nói tiếng gì không biết tiếng gì đâu còn nó tiếng Quảng Đông Trung Quốc hằng Trung Quảng Trung Long cũng ba vậy à
Anh ngồi rồi. Bây giờ thử nói tiếng Anh thử coi. Đáp phần chủ chỉ ai sẽ phải điểm khiển. Đếm đếm được không? Đếm được không? Đếm mà nó học tới lớp 2 à. Bù chỉ phò phải sẽ đặt ai quay thành. Quay phải gì? Có wifi bao nhiêu? Có wifi bao nhiêu đó tầm 7 bả. Sao có wifi ở trong đó nữa? 7 bả mà. Thằng Khang nè, bài si bài. Còn còn cô Lão Sương thì nói sao hả Khang? Quan chú chí phò phai chí sầm phai nai pia tôm. Đây cô. Cô Lão Sư này nói là quan chú chí si bai pia gom. Ăn bài mày hai sỏi dây chì đeo phòng cổ. Đấy, tháng bảy bả. Những câu nói bất khẩu của chú Thành nè. Ở chưa chú Thành cũng nổi tiếng lắm đó, mà tiếng gì không biết. Tiếng gì chúng biết, chung bóng chung cộng alo phi phòng à. Cái ăn luôn à. Hả, tự các cái điện thoại quá trời tao bị cái này vũ mấy lần. Alo, alo, sủa xìa thằng đã hà thằng chứ à. À mày đừng có để nhạc tốn liệu mày. Người hỏi là chú Thanh là cái gì, đừng có chọc lóng liệu bậy đâu. Ừ. Sao ta chọc, anh ta chọc qua tôi liệu bậy, đừng có dắt bậy hồi đó, anh ta không dắt bậy, dắt vô gần lấy dao không rồi. Thằng người ở đó trong hải sản ta trừ tiền hoài luôn. Tại liệu dục đồ người ta bể đổ tôm lộ người ta luôn nghiệp alo xua chị mà hà trận sẽ là ta ẩn mà vậy rồi anh ta trừ điểm 50 điểm không chịu mấy 50 điểm không chịu mấy rồi nó còn tội nghiệp mình hay nó trừ 10 điểm tội nghiệp nó trừ 10 điểm mà mà được 1 điểm tính ra tiền tết là 100 mấy chục ngàn. Và tùng biết nói tiếng ngúa nói nè alo alo hỏi luôn có xin lỗi tụi sẽ là ta đừng có chọt chọt là liệu bậy không không chọt ai thôi không nói bậy mình mới bậy. Ví dụ mà gặp ghệ mình liệu gì có mắc cỡ không? Không, nó biết phá tôi bà. Nó phá sao? Alo, phá, alo, alo. Hổ tì hả ta? Ừ. Ta, à ta, ta hổ tì. Ú, ú, nè. Á, hả quỷ. Để cái chó sủa trong đó. Ừ. Mày hay bấm vô chó tầng này. Nhiều khi xem anh Thanh á, khi mà bà con cô bác đến để mà ủng hộ mình là giống như mua chả chiên này kia đó, bà con cô bác có phá không? Phá. Không phải bập phá lực ngọc có 10 trời là muốn xỉu luôn. Gì luôn hả? Chả lời. Ơ mà ta giờ phá thập anh. À bởi. Cái phá nhờ hư đồ đó thì chắc chấp nhận người ta lấy. Ăn được. Phá. À, ăn được. Phá vô người ta kêu dục hay là này kia người ta vẫn lấy. Xé bỏ dục là hư người ta chấp nhận người ta lấy cái đó. À. Nhâm người ta chịu không vậy? Ừ nó chịu. Còn phá là không có kêu dục nè. Dục đi. Dục. Ủa rồi sao mày hư rồi chỗ rồi alo có chuyện là ta hả với ảnh toàn quái đi vậy đúng rồi hỏi mua mấy tỷ bạc mấy tỷ sáu xương đó mày đừng có để nhạc nó không quản đâu cái này phải nhạc đó là ở Trung Quốc ở Trung Quốc in sản hoặc thiệt sao mà ra Trung Quốc gì đâu không chú Hành mà nếu nói Trung Quốc được clip này là ai cũng học được tiếng Trung Quốc luôn. Học phải giá họ quan chủ chỉ ai phải nên là thèm dài cái tầng nghề thèm dài vậy quấy bậy bạ ơi rồi bữa hổm cô chú anh chị bình luận sao hết ha lượt nói nếu mà nếu nào sắm xét cái gì bình luận gì ta nói chú Thành gần nổi tiếng rồi đó gán đi gán gồng lên nè gán gì mà gán gì không dám cười gượng mình gồng mình chết cười thấy ra hầm găng giống Cương Thi vậy không Cương Thi sao yeah. Bị lại gán dấu rồi đâu đâu nó gan mình sao cái lũ hùa thì sản vậy đừng có bấm cái đó tôi vừa giật mình ủa chú có đang biết là chú Thanh liệu hả không đâu tại vì đi bán cái tại vì mình đi bán ở trong hải sản đó bán giá số sớm sớm ai vậy mà đưa bảy bạn rồi bán gần 10 năm cái xong xuôi vô trong vụ cho bộ đội á cầm bán không chết dùng chết dùng chết vậy rồi cái bắt đầu xong thời gian thôi vô hải sản quá tục thùng vô hải sản làm rồi vô người ta đưa vô tôm sống đó ấy mình sống cái nó lớt xuống như là banh rồi bắt đầu người đó phá vậy luôn có khi dục dao qua luộc tôm bảy vòng vòng phim này đâm đùi đâm tay vậy vậy sao thường thường nó cười nó xỉu ra má nhiều quá nó sao xỉu ra hằng hằng mắt dịch bảy bả bài bảy bả bài bẻ đầu tao mà ấy công nhận có người nói muốn mời chú Thanh đi trang điểm làm cô dâu đồ ai biết nữa ở nghĩa trang anh nghĩa trang nghĩa địa thiệt thiệt sẽ giận thằng quỷ mất vậy trang điểm cô dâu à cô dâu nghĩa trang cô dâu trang